Con sao Vũ chào anh chị em mình. Thì hôm nay là bây giờ hiện giờ là thứ ba ngày 31 tháng 1. Thì đầu video thì bông sao Vũ chào anh chị em mình thì giới thiệu là 10 cây linh sam. Thì mình đi vào vấn đề luôn là báo giá sỉ và lẻ. Thì giá rẻ nhất của cái lô này á là giá sỉ thì 10 cây ha bà con mình, tính từ số 10 thì giá sỉ nó là 300 nghìn cây. Đây 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thì được đánh giá là từ số 10 tới số 19. Thì nếu anh chị em mình mua thì là 300 nghìn cây là 10 cây là 3 triệu anh chị em mình ha. Còn giá lẻ thì anh chị em mình cứ lựa, thì nếu mà mua lựa một cây thì 400 ngàn bên em bao ship, mà mua hai cây á, hai cây thì 700 ngàn bên em bao ship, hai cây thì 700 ngàn bao ship. Còn mà mua 10 cây thì 3 triệu thì có thể mình bao ship cho bà con mình luôn. Nó thật ra là giá sỉ thì 10 cây nó không có lời ha, lời rất là meo luôn á, tại vì nó cũng có cây hư cây hao mà em Vũ. Thì anh chị em mình mua linh sam bên em, anh chị em mình lưu ý cái bài 24 giờ này á là ép chậu ha. Nếu mà anh chị em mình có mua của ai những cái cây mà đế 24 giờ gì thì mình thấy cái rễ nó vô cái chậu hoặc là cái bao nó bự lắm. Thì nếu mà so sánh nha, so sánh đánh giá thang điểm thì được vô chậu thế này đây là cái thang điểm nó cao hơn cái cây mà còn cái bầu bự ha. Anh chị mình tùy theo thích, nếu mà em là người tiêu dùng thì giữa hai cây, và cây này là cây thuần nha anh chị em mình, chứ mình thường thường ít khi nào mà khen cái cây mình đẹp chuẩn bài gì hết. Thì mình là người tiêu dùng thì mình nếu mà mình mua thì những cái cây mà đế được vô chậu thế này để mình đánh giá rất là cao đó. Thì 10 cây đó, cây đầu tiên là lúc nào cũng là cây đẹp nhất ha. Thì hồi nãy mình tính là bán 10 cây là giá 300 ngàn cây là không bao ship bà con mình, nhưng mà nếu mà mua lựa hai cây thì 700 ngàn, thì chạy ra là mua hai cây nó ngon hơn. À, cho nên là anh chị em mình cũng bán luôn là 10 cây, giá là 300 ngàn bao ship. Đây cây số 10 ha, cây số 10 đây. 11. 11 này rễ nó bỏ đều nè. Thì thường á, anh chị em mình mua linh sam bên em á, thì em bán rất là đa dạng. Còn những cái giống này là giống linh sam phần lớn là siêu bông. Còn anh chị em mình mà muốn tư vấn về cái giống á thì anh chị mình gọi ha. Chứ có nhiều bà con mình mua mà hỏi linh sam siêu bông là linh sam gì, màu gì nữa thì hơi bị khó trả lời, tại vì những cái giống loại thì mình có cái video tư vấn riêng. Cũng có nhiều anh em mình chưa có biết giống như vậy thì nhắn tin thì trả lời nó vòng vòng lắm. Tại vì cái giống linh sam nó có màu à, linh sam siêu bông có màu à, còn 86 nó cũng đặc biệt là màu khác nữa, rồi hạt gạo Tân Phú và Tấn Phước Hồng nữa. Mà em tư vấn mà ví dụ như mình mua cây giống, mình mua 5 cây 10 cây một hai cây mà mình tư vấn thì anh chị mình cảm phiền ha, gọi qua di động á, cho em dễ tư vấn. Ví dụ như mình có cái đường link hay chia sẻ rồi anh chị mình chịu khó coi giùm em, tại vì nói về một cái giống nó rất là dài dòng ha. Không thể nào mà nói màu màu trắng hay màu tím như thế gì quá đơn giản. Gia đình mình tìm hiểu thêm về cái giống nha. Đó, còn ở đây em bán gốc nè, gốc phôi số 11 nè. Nên mình quay giáp vòng là mình ngưng nha. Đó, giờ quay giáp vòng cũng như là một cây á, mình quay mặt tiền mặt hậu xong. Đây 12 đây. Còn chi tiết như thế nào anh chị em mình coi video. Chứ em cũng không có quay lại ha. Cao lắm là khi mà gửi anh chị em mình có Zalo á thì mình
mình khi mình đóng hàng mình gửi thì những cái cây này được đi trong thùng nha, đóng thùng đàng hoàng cái bầu để nguyên cho anh chị em mình, chứ không có gỡ ra nha. Cây giống thì giá tiền nó thấp, 20.000 trở lại thì mình nhổ bớt bã để mà hạn chế vận chuyển cho bà con mình. Còn những cái cây này là em đóng vô cái thùng thùng mót đầu đàng hoàng đó, thì mua bán kiện thì cũng không có gì mà gấp, bà con mình cứ coi video từ từ ha. Đây 13, để tại vì quay trên YouTube á thì bà con mình mua lựa nó cái thời gian coi nó dài, cũng như mình bán online vậy đó. Đó, chứ bây giờ quay nhanh quá thì số anh em mình không có bắt kịp á. 10 11 12 13 14, đây 14 15 16 17 18 19. Thì em không có quay khúc tên, tại vì thường là những cái cây này người ta dùng cây bonsai chứ không phải là cây giống. Khúc tên nó như nhau cho bà con mình đó. Và kỳ rồi mình đưa cũng lên 10 cây và bán hết. Đây, những cái lô cây như thế này đây được lắp lắp đế hết anh chị em mình không thể thấy ha. Thì gia đình mình mua những cây 24 giờ như vậy thì có 10 cây đó. Còn những cái cây mà rẻ hơn nữa thì những cái cây này giá này là không bao ship nè, có 100.000 cây à. Anh chị em mình cứ có thể là chụp màn hình. Đây cây này 100.000 nè, đây một cây nè, chụp màn hình lại ha. Cây thứ hai nè, đây cây thứ ba nè, cây thứ tư nè, cây này 50.000, và cây thứ năm nè là 150. Thì những cái cây này là cây bình thường tàn thiên nhiên, bên em công tàn và bán như vậy lấy tiền công vấn thôi. Ví dụ như cây này 50 nè, cây này 100 nè, những cây này cái tàn nó rất là lớn, tại vì cái bầu nó to bà con mình. Có thể là để giảm chi phí nhổ bớt ra là nó rất là khỏe mạnh ha. Anh chị em mình lưu ý tìm hiểu cây giống lên sao giùm em. Nếu mà hạn chế chi phí thì nếu mà hai cây thì tầm tầm khoảng 100.000 tiền phí. Mình bó bao bó thùng đồ này kia vô cho bà con mình á. Những cây phôi này rất là dễ mua. Còn những cây bonsai này á thì chỉ có cây này để giao lưu được thôi. Cây này là giá 2 triệu nè. Đó. Còn những cái cây này thì bên em cũng cũng vừa bán mà vừa làm mẫu á, cho nên là quay chủ yếu là có số anh em hỏi ủa sao những cái cây này sao còn hoài vậy. Nói chung là mình không có còn nhiều, mình bán nâng giá lên cao để mình làm cây mẫu cho anh em mình á, mình xem, tại mình có nhu cầu mình mua cây giống. Những cây này cũng đang hoàn thiện nè. Thì nếu mà anh chị mình mua cái bầy 24 giờ á, nhiều khi nữa là nó đẹp như cây này luôn nè. Nó mình nuôi mình tạo hình, nhưng mà như vậy thì cứ phân khúc giá nó lên tới 2 triệu lận. Thì anh chị em mình tùy theo cái tay nghề, nếu mà mình có nghề thì mình nên mua cây phôi, để mình còn không có nghề thì mua những cái cây như thế này đây. Đó đó, thì tùy theo túi tiền. Thì em thật sự mà em rất là ngán cái chuyện mà báo giá công khai. Nó có những cái cây mà báo giá công khai nhiều anh em mình mua đi bán lại nó hơi khó, thấy không? Ví dụ như những cây lớn tiền như cái bầy phía đây đó, thì anh chị em mình có nhu cầu mà tới nhà mua thì những cái cây này trung bình từ 10 triệu tới lên một cây đó. Nhưng mà anh em mình mua bán lại hay là tới nhà xem thì mua số nhiều quá rồi mình đặt vấn đề thì bên em có giảm ha. Đó, những cái cây tàn lớn như thế này đây, đây đế nè, tàn thiên nhiên thì rất là khó báo giá. Còn nếu báo giá lên thì nhiều anh em mình mua đi bán lại thì có thể thỏa thuận tới vườn ha. Báo giá thì dành cho ở xa thôi, còn ở lại nhà là khác nha anh chị em mình. Nói chung là cây kiển không có cái giá cố định, thì anh em mình biết chơi kiển á, thì anh em mình thông cảm và biết cái luật chơi kiển nha. Đó, thì mình báo tổng như thế này thôi ha. Đó, còn mà giá cả thị trường thì không ai nắm hết, nó có thể lên hoặc là có thể xuống nha. Rồi thì tạm thời mình
quay video 10 cây này với anh em mình. Tại vì hôm nay hàng nó rất là nhiều, thì gia đình mình có thể vô cái album mà video ngắn mà giao hàng cho khách, có thể tham khảo cái cách đóng hàng, đóng thùng và nhiều cái video trên YouTube bên em. Số điện thoại của em là 0987 557 550. Địa chỉ là xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì mong rằng anh em mình giữ ý cái bài này. Cái bài này là giá như vậy là rất là hữu nghị. Còn nếu mà không giữ ý nữa thì cứ đợi những cái bài sau. Tới khi nào mà mình cảm thấy mình mua được thì thôi. Có nhiều nhiều cái cây mà mình bán qua rồi không thể nào. Ví dụ như cây này ha. Đó, anh em mình nhanh trí mà có coi tới giờ điểm này thì cái cây này nó có duyên nè, thấy không? Đó, thì bầu nó nhỏ nha. Rồi.